các bạn nhìn này. Rau xanh mướt, giá nhìn rất là ngon các bạn, thơm mùi tiêu nữa. Đây, mình chuẩn bị một chén nước tương này các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yahoo Food. Thank you for your watching Yahoo Food channel. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái món xào các bạn. Thành phần nguyên liệu chúng ta gồm có, cái đây mình sẽ có 300g giá này các bạn, 2 chai mướp, cái đây là 200g hẹ nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ băm mướp các bạn. Mình sẽ cắt hẹ các bạn. Hẹ các bạn cái khúc như thế này. Mình bắt đầu xào các bạn. Đầu tiên mình sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ cho vào đây một ít tỏi các bạn. Mình sẽ cho mướp vào các bạn.
Mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh đường các bạn. Mình sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê muối. Khi các bạn thấy mướp nó đã mềm như thế này các bạn, rồi mình sẽ cho giá vào. Thế mình sẽ cho hẹ vào luôn các bạn. Mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê tiêu các bạn. Nồi xào của mình đã xong rồi nha các bạn nhìn rất là ngon đúng không? Có mướp này, có hẹ này, có giá này. Rồi xong rồi các bạn. Còn mình tắt bếp các bạn. Mình sẽ cho đây là ít tiêu. Bây giờ mình múc ra đĩa các bạn. Mình sẽ cho lên đây một ít tiêu các bạn. Thôi, mời các bạn lên ăn với mình nhé. Món giá xào đã xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nhé. Cho các bạn nhìn này. Rau xanh mướp. Giá nhìn rất là ngon các bạn. Thơm mùi tiêu nữa. Rất là ngon các bạn. Cái đây mình sẽ chấm với một ít nước tương. Đây, mình chuẩn bị một chén nước tương này các bạn. Tuyệt vời các bạn ơi. Nhìn màu rất là đẹp. Ở đây có mướp, mướp là màu xanh này các bạn. Hẹ màu xanh. Cộng giá rất là thơm các bạn, tiêu nữa. Rồi, mời các bạn ăn với mình nha. Clip của mình ở đây đã hết rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình, hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào các bạn.